Một thanh chắn bê tông ở tầng 2 một trường tiểu học tại tỉnh Hòa Bình không rõ vì lý do gì đã rơi xuống trúng vào hai em học sinh lớp 8. Hậu quả vô cùng thảm khốc là một em bị thương nặng, em còn lại tử vong. Hai em học sinh lớp 8 trường trung học cơ sở thị trấn Đà Bắc, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình đang chơi ở sân trường. Thì bất ngờ bị thanh chắn bê tông tầng 2 rơi từ trên xuống trúng đầu và người, sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan chức năng huyện Đà Bắc đã khẩn trương chuyển hai học sinh đến cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình. Do vết thương nặng, em Lê Quang Minh đã được chuyển lên bệnh viện Việt Đức, thành phố Hà Nội để cấp cứu và tử vong sau đó. Còn em Vũ Trung Kiên vẫn được theo dõi điều trị tại bệnh viện Đa khoa Hòa Bình. Đến thời điểm chiều cùng ngày, tình hình sức khỏe em Vũ Trọng Kiên cơ bản đã được ổn định và túc trực theo dõi sức khỏe trong những ngày tới.